Dự báo thời tiết 11 tháng 5, mưa to ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin mưa rông diện rộng và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay, ngày 10 tháng 5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15 đến 18 độ Vĩ Bắc, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, đang có xu hướng mạnh dần, nên trong 2 đến 3 ngày tới, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to, và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-60mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Từ nay đến ngày 12 tháng 5, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo, thời gian xảy ra mưa to và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tập trung từ chiều đến đêm, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1, 2. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 10 và ngày 11 tháng 5 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ, có nơi trên 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2, 3, độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, 3, độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 10 và ngày 11 tháng 5 năm 2019. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc, với đới gió Tây Nam ở phía Nam, có cường độ trung bình. Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa,
gió Tây Nam cấp 3, 4. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.